Rồi các bạn ơi, ghi thầy tiếp tục này. Tiếp nha. Trước là mình đã học là một buổi rồi, mình nói hết cái tờ phần 1 rồi đúng không? Hôm nay mình sang hai. Đấy, lát nữa thầy sẽ gửi cho bạn cái tờ đề trên nhóm. Đấy, thì đối với phần 2 thì chúng ta cần phải lưu ý với thầy một số cái sau đây. Nha, phải lưu ý một số cái sau đây này. Thì nó có một số cái dạng bài cần phải lưu ý. Ví dụ dạng thứ nhất là một số cái dạng bài liên quan đến tập xác định của hàm mũ của logarit. Thì thực ra thì đa phần sẽ hỏi hàm logarit bởi vì hàm mũ chẳng có cái điều kiện gì cả, đúng không nhỉ? Đấy, hàm mũ mình học lý thuyết nó chẳng có điều kiện gì hết. Thế đấy, luôn mẫu một câu này, câu số 1. Đây là đề thật nhá, tìm m để cái hàm số y bằng log này của x bình trừ x trừ m cộng 1. Đấy, có tập xác định nhá, có tập xác định là R. Ok chưa? Đấy thì điều kiện câu này là câu đề thi mã 105/2017. Thì đối với những cái câu này nó sẽ yêu cầu mình là hàm số của mình là xác định trên một tập nào đó y. Thấy chưa? Người ta sẽ luôn có một cái yêu cầu là tìm m để cho hàm số nó xác định cái miền là miền y nào đó. Ok chưa? Thì cái bài này nhá, bước 1 các bạn cứ làm là bạn tìm tìm điều kiện xác định hoặc là tìm tập xác định đấy. Tập xác định nhưng mà theo cái tham số m. Đấy, theo cái tham số đấy trước. Sau đó bước bước 2 nhá. Ví dụ trong bước 1 bạn ra cái tập xác định của mình là tập D. Là theo m. Đấy, bước 2 bây giờ để cho hàm số của em nhá, nó xác định ở trên cái miền y kể cả. Thì khi và chỉ khi ấy, cái y này nó phải là con của cái D này. Y phải là tập con của cái tập D này. Đấy, y là tập con của D hay là cái điều kiện xác định ở trên nó phải ra xảy ra với m. Đấy, hoặc là cái cách vị thứ hai nhá, đó là cái điều kiện xác định ở trên đấy, có những bài nó không suy ra được được D đâu nhá, điều kiện xác định ở trên đấy nó phải với mọi x thuộc y. Thì đến đây thì hoàn toàn có thể mình dùng cách ví dụ là cô lập m này, cách phổ biến là mình là cô lập m, mình làm tiếp. Ok chưa? Đấy nhá, thì đây là cái phương hướng của mình. Bây giờ xử lý câu này. Thứ nhất bạn thấy là đây điều kiện của mình là điều kiện. Đây là biểu thức logarit cơ số 10, đúng không? Loga cơ số 10 này. Thì thành là mình sẽ có là x bình 2x trừ m cộng 1 của em phải lớn hơn không? Đúng không? Biểu thức trong log phải lớn hơn không? Nhưng bây giờ lại đòi là có tập xác định là R. Tập xác định là R tức là có điều kiện nhưng mà điều kiện phải luôn đúng. Đúng không bạn? Bạn nhớ ra điều đấy không nhỉ? Thế vậy bây giờ hàm số mà có tập xác định là R khi và chỉ khi này, tôi có cái x bình trừ 2x trừ m cộng 1 nó phải lớn không với mọi x thuộc R, nó phải đúng với mọi x luôn, x nào cũng phải phải đúng. Thì cái này mình dùng giờ kiện với dấu tăng thức bậc 2 cho nhanh này, cái này bậc 2 sẵn rồi nhá. Để thằng này luôn lớn không thì sao, mình học hồi lớp 10 rồi, delta hoặc delta phẩy phải gì, phải âm, và hệ số a của em là phải phẩy dương đúng không? Đấy, thì delta phẩy đây nhá, b phẩy bình là 1 trừ DAC là cộng m trừ 1 nhỏ hơn 0. Đấy, a lớn 0 thì 1 lớn 0 luôn đúng rồi. Cái này bỏ qua nhá. Trên này ra như này. Vậy thì có phải em ra m nhỏ hơn 0 không? Tương đương là m nhỏ hơn 0. Thì đây là điều kiện cuối cùng của mình này. Đó, ok chưa? Nhá, đấy dụ câu mà người ta cần bắt mình tìm điều kiện của tham số để nó xảy ra ấy, thì mình sẽ làm như thế này. Đấy, ok nhá. Đấy đấy là câu số 1, các bạn chữa vở đi. Cái chỗ này thì không có dấu bằng em ạ. Đây này, nếu mà em nhiều bạn là chắc cái này cũng có khi bị quên cái thứ lớp 10 rồi. Thì thầy nhắc lại một xíu. Trong trường hợp nó cho mình một cái biểu thức fx dạng là ax bình cộng bx cộng c. Trong đó a khác không? Cái này đứa nào học thầy từ hồi đầu hè là thầy có ôn lại rồi đấy. Thì có bốn trường hợp xảy ra nhá. Thứ nhất là fx lớn hơn 0 với mọi x thuộc R. Thì xảy ra khi là delta hoặc delta phẩy. Từ thì cứ ghi delta nhá, delta âm. Về hệ số a của em là phải dương. Đấy, thứ hai là fx nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc R. Thì khi về chỉ khi nhá, delta cũng vẫn phải nhỏ hơn 0 nhưng mà a thì âm. Trường thứ ba là fx của em là lớn hơn là bằng 0 với mọi x thuộc R. Thì khi về chỉ khi là gì, delta nhỏ hơn bằng 0, a dương. Và cái thứ tư fx nhỏ hơn hoặc bằng 0
với mọi x thuộc R khi và chỉ khi là delta. Đấy, delta của mình nhỏ hơn là bằng 0 nhưng mà a của mình âm. Đấy, thì cái dấu bằng mà em hỏi thầy ấy thì nó phải rơi vào cái trường hợp nào? Nó phải rơi vào 3 hoặc là 4 này này. Cái thứ ba, cái thứ tư thì phải có dấu bằng. Tức là bản thân trong biểu thức này phải có dấu bằng đã. Đều có dấu bằng. Đấy, còn cái trường hợp này của mình đây là mình ứng dụng là nó dương hẳn thì đó là cái đầu tiên này này. Cái đầu tiên này này. Và bạn để ý nhé, trong đây tất cả các trường hợp này delta của em đều có xu hướng âm. Xu hướng là như nào? Bởi vì thầy em thấy ở chỗ này nó có dấu bằng không? Có dấu bằng là do bên này có dấu bằng. Đấy, còn A nhá, A luôn là cùng dấu với cái chiều của cái dấu này, đây này. Lớn hơn không? Không này, lớn A nhỏ hơn không, A nhỏ hơn không này. Lớn bằng không, A lớn không này. Được chưa? A luôn cùng chiều với cái dấu thằng này. A thì không lấy dấu bằng được vì A khác khác không rồi. Thì đây chính là bốn cái trường hợp về dấu tam thức bậc 2. Đấy, chúng ta hay dùng cái này ứng dụng khi mình biện luận về hàm số đơn điệu đấy. Học ở cái phần chương 1 đấy. Đấy, ok chưa? Đó. Viết đầy đủ ở trong vở đi. Nào, bây giờ tương tự như vậy nhá, thầy có một câu là câu số 2. Đấy, câu số 2 trong tờ đề thấy là thầy ghi nhanh cho các bạn. Đấy, tìm điều kiện của M nhá. Tìm M. Để cái hàm số y bằng này logan dp này ln này của x bình trừ 2x cộng m cộng 1 nó có tập xác định là r. Rồi, các bạn tự làm vở chụp thầy xem nhá. Bây giờ thầy nói với các bạn câu số 4. Nào, câu số 4 ở trong cái tờ đề của mình, thầy tóm tắt qua đây và trong này luôn này, các bạn không cần phải nhìn vào đấy đâu, nhìn vào đây. Câu số 4 yêu cầu là tìm tất cả các giá trị của m này, tìm m để cái hàm số y bằng có hàm sau đây 1 trên m nhân với lại log bình log 3 của x đấy, tất cả bình đấy trừ đi 4 lần log 3x đấy, cộng với m cộng 3 đấy, và nó bảo là xác định ở trên cái khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng. Đấy, yêu cầu là hàm này nó phải xác định trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Ok chưa? Đấy, thế là mình xử lý cái bài này như nào? Nha, đây là mà chúng ta xử lý này. Để nó xác định trên cái miền này thì rõ ràng là à, hàm này nó có mẫu các bạn này. Nó có mẫu số này, mẫu khác không? Ngoài ra là mình thêm gì nhỉ? X ở trong log nó phải dương. Thì ok, với không thì dương vô cùng hiển nhiên là x nó lớn không rồi. Nên là cái điều kiện của log này thì thôi nhá, không bàn nữa, chúng ta chỉ cần bàn về điều kiện của mẫu thôi. Vậy là cái điều kiện, cái yêu cầu bài toán bây giờ nó sẽ tương đương là cái gì? M nhân với lại log 3 của x tất cả bình này trừ đi 4 lần log 3 của x cộng m cộng 3 nó phải gì khác không, đúng không em? Mẫu mà. Với mọi x thuộc 0 đến dương vô cùng. Ok chưa? Đấy, nó phải luôn đúng như là trong trường hợp này. Thì ở đây mình thực ra mình có thể thấy là nó xuất hiện lại cái log 3x, log 3 của x này. Thì mình nghĩ trong đầu mình có thể đặt cái này bằng t. Thấy chưa? X lớn không thì hiển nhiên cái log 3x này xác định rồi. Đấy, giờ bạn nếu bạn đặt cái log 3 của x bằng t nhá. Thì lúc này cái bất phương trình này của mình nó thành gì đây? M nhân với t bình trừ 4t cộng m cộng 3 nó phải khác không. Ok chưa? Phải khác không. Và vì x là không dương vô cùng nhưng mà cái log 3 của x ấy, nó chạy trên cả r luôn. Bạn nhớ lại nhá, học về hàm logarit ấy, nó chỉ có điều kiện thôi, còn hàm logarit nó có thể chạy nó bằng bất cứ giá trị gì. Thế vậy ở đây nó phải là với mọi t thuộc r. À, t thì tùy ý. Đến đây thì thầy sẽ làm phương pháp là thầy cô lập m nhá. Thầy cô lập m, thầy sẽ gom m lại, thầy nhóm hai thằng có m lại với nhau này. Tương đương m nhân với lại t bình cộng 1 thì nó khác là 4t trừ đi 3 với mọi t thuộc r. Đồng ý không? Và t bình cộng 1 mình thấy nó chắc chắn nó dương rồi. Khi nó dương thì mình được chia thoải mái. Đúng không? Khi nó dương mình chia thoải mái vì là gì cả nhá. Em mình dùng cái dấu khác này. Cái dấu khác này nó bao gồm cả dấu lớn hơn và dấu nhỏ hơn đấy. Nhá, khi so sánh mình luôn qua trường hợp là lớn hơn, nhỏ hơn và bằng. Thì cái khác này nó gì, nó khác là nó bỏ dấu bằng đi thì nó sẽ có thể rơi vào là lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
Nhưng mà do là vì cái thằng này nó dương ấy, nên là em có chia bớt phương trình thế nào nó vẫn giữ nguyên chiều mà, nên là mình không phải lăn tăn đến chỗ này cả. M sẽ khác là 4t trừ 3 trên t bình cộng 1. Thầy đặt cái này, cái hàm này này, thầy đặt nó là gt. Và bây giờ nó phải xảy ra là nó phải khác luôn khác cái gt này với mọi t thuộc R. Công việc của mình phải đi khảo sát cái hàm số gt này. Thấy chưa? Đây là mình đi xét cái gt này nhá. Đó, xét cái con gt này bằng là 4t trừ 3 trên t bình cộng 1. Đấy, và thầy xét là t thuộc R nhá. Hàm này nó cũng xác định trên R luôn rồi, mẫu này luôn dương rồi. Ok chưa? Bây giờ bạn giúp thầy tính y tính g phải đi. G phải bao nhiêu nào? Bấm tính ở máy cho thầy. À, tính ở trong bài xem ra bao nhiêu. Tự tính ở bảng đọc thầy kết quả rồi. 4t bình cộng 6t cộng 4 trên t bình cộng 1 tất cả bình thôi. Ừ, trừ 4t bình này cộng 6t cộng 4 hả em? Vâng. Ừ, trên t bình cộng 1 tất Trên cả t bình. bình. Rồi, các bạn khác ra này không? Thu Trang là đạo hàm chưa? Rồi ạ. Ừ, rồi ra rồi. Vâng ạ. Ừ, thế bây giờ mình tiếp tục này, mình giải y phải bằng bằng 0. Thầy ghi tạm ở đây nhá, đỡ phải sang trang. Y phải bằng 0 thì mình có phải ra là bạn xem nó này nghiệm là gì đây? T bằng mấy với mấy? Hai với âm 1/2. 2 với 1/2 à? Vâng. Rồi ok. Được hai con nghiệm này, bây giờ lập giúp thầy cái bảng biến thiên của cái thằng G này. Nha, bây giờ mình sẽ có này T này, G phẩy này, G này. Đấy thì viết bé bé thôi, còn nó có chỗ tí mình kết luận. Đấy, nhìn được cái bảng này mình đọc được hết. Thì hàm này đặc điểm nó là phân thức thật. Này, nhìn này, nó là phân thức thật nhưng mà nó chẳng có cái chuyện giá trị không xác định nào cả. Vì bản thân thằng T nó chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng mà. Mẫu luôn dương có cần điều kiện gì đâu. Em chỉ cần viết hai giá trị này vào đây thôi, trừ 1/2 này, 2 này, 0 0. Thì cái mẫu luôn dương nhá, dấu của g phẩy quyết định hoàn toàn bởi cái tử này. Hai nghiệm phân biệt thì trong trái ngoài cùng. Ôi, viết đây. Đây, ngoài ngoài cùng dấu trừ nhá. Quen tay để viết này. Đó. Được chưa? Thế vậy là đi xuống này, đi lên này, đi xuống. Đấy thì bạn tính cho thầy giá trị ở những cái đây chỗ này. Thì thực ra các bạn có thể nhập máy tính bạn can liên tục mấy lần cũng được. Đây. Bạn nào mà chưa nhớ ra cách đấy thì chúng ta nào bấm cùng với thầy nhá. Để về chế độ bình thường thôi, xong em nhập cho thầy cái hàm g với nhá, g nhá, không phải g phải đâu. Vì ra mình đi tính giá trị mà. 4t thì 4x đi, 4x trừ 3 trên là x bình cộng 1. Đấy, xong bạn can liên tục này, ví dụ can lên can tại những cái số này trước. Trừ 1/2. Nghĩa ra là âm 4 không? Chỗ này là ra là âm 4 nhá. Can tại 2. 1 này. Tiếp tục can tại âm vô cùng với dương vô cùng nhá. Thì thực ra nếu không can thế này thì cũng biết là bằng 0. Bởi vì sao? Bởi vì thằng này là bậc tử là bậc 1. Bậc mẫu là bậc 2, bậc tử bén bậc mẫu nhưng mà thầy bấm thử cho em xem nhá. Ví dụ dương vô cùng. Số cực lớn nhá. Đấy nó ra này 4 nhân 10 mũ trừ 12 là một số nó rất gần số 0. Đấy thì lim đây bằng 0. Và lim đầu này cũng bằng 0 luôn. Đấy em thấy là hai cái đầu âm vô cùng dương vô cùng của hàm này là bằng lim bằng 0. Đấy thầy giải thích tại sao đấy. Bởi vì bậc tử bé hơn bậc mẫu. Các bạn nhá. Bậc tử bé hơn bậc mẫu nên là cái giới hạn khi tiến đến vô cùng của nó sẽ bằng 0. Đấy, ai làm nhiều nào có kinh nghiệm nó sẽ biết luôn. Rồi thế bây giờ mình nhìn vào bảng biến thiên này này. Mình sẽ thấy là nếu mà thầy chuyển đổi thành hình ảnh nhá. Hình ảnh về về đồ thị ấy, thì nó sẽ như thế này. Nôm na nó sẽ như này, nó đi từ 0 này, nó xuống âm 4, nó lên 1, nó lại xuống xuống 0. Đây bạn hiểu cái này nhá. Đây nó đang 0 này. Chỗ này thực ra là nó là giới hạn thôi. Chỗ này là có tiệm cận y bằng 0. Xuống âm 4 này. Lên 1 rồi lại xuống 0. Thế tóm lại trong cả cái miền từ âm vô cùng dương vô cùng của T ấy thì em thấy là cái GT của em chạy chạy có phải là thấp nhất là âm 4 không? Trừ 4 đấy chính là min. Lớn nhất này đây chính là max. Cái khoảng mình đề cập đến ở đây là cái khoảng từ min cho đến max. Thì cái miền của mình nó chạy từ âm 4 cho đến 1. Đúng không nào? Tức là mình sẽ thấy là cái GT của em nó thuộc vào đoạn từ trừ 4 cho đến 1. Nhưng bây giờ nó đang cần là M khác cái G này. M khác cái G này tức có nghĩa là M sẽ không thuộc trong cái miền này. Đúng không em? Để cho M nó khác, luôn khác cái G này trong với mọi T như này. Thì rõ ràng là gì? M nó phải không thuộc cái miền này.
đúng không nào? Thế vậy ở đây suy ra là cái con m của em nó sẽ không thuộc vào cái đoạn từ trừ 4 cho đến 1. Có nghĩa là gì? M sẽ lớn hơn 1 hoặc m nhỏ hơn âm 4. Đúng không em? Nào, cái miền từ âm 4 đến 1 đoạn này nhá, để mà nó không thuộc trong miền này nó phải là gì? Lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn âm 4. Đó, thì đấy là cái mà chúng ta rút được ra. Đấy, thì như trong câu 4 này như vậy mình sẽ chọn phương án đúng của mình, phương án A. Đấy, phương án A cho câu 4. Đấy, các bạn chữa vào đi. Mồm nó không thuộc trên tay viết thuộc đâu, m phải không thuộc em nhé. Rồi ok, m không thuộc vì m khác mà. Đấy, nên là m sẽ không thuộc trong miền này, suy ra m sẽ lớn 1 hoặc m nó trừ 4. Rồi ok, nào bây giờ xong câu 4 rồi, các bạn giúp thầy này, các bạn có đề trong nhóm rồi, bây giờ các bạn tự làm giúp thầy câu số 5 nhá, tự làm vở thầy câu số 5. Câu 5 nha, nhìn đề bài anh tự làm vở. Ở cái câu 5 thì các bạn lưu ý là các em hoàn toàn có thể làm cách cô lập m. Và em để ý là cái m nhân x cộng 2 ấy, thì thằng này là nó sao? Nó với x mà thuộc cái miền từ 0 à, từ 1 đến 2 thì rõ ràng là x cộng 2 luôn dương. Nên là khi em chia ấy, em chia cho x cộng 2 cả hai vế nó không đảo chiều. Được chưa? Chứ còn em nếu em không biết dấu x cộng 2 là hoàn toàn nó phải chia trường hợp các bạn nhá. Nếu các em không biết là em phải chia trường hợp ấy. Đấy, chỗ này là x cộng 2 là người ta cho là mình đã dương hẳn rồi. Nên là các bạn chuyển vế xong bạn cô lập là ok luôn. Đấy, bạn chia hai vế cho cộng 2 là xong. Thì cái câu số 5 này đã sẽ ra là b. Nha, em sẽ ra là m lớn hơn là bằng 3/4 b nhá. Rồi bây giờ xong cho thầy câu 5 rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bàn bạc với nhau làm với nhau câu 12. Câu 12 nhá. Đấy, các em xem đề bài đi, câu 12. Câu chuyên Bắc Ninh 2019. Đây thầy tóm tắt qua cái đề bài một chút vào đây. Tìm tổng hợp tất cả giá trị của m để cho cái hàm số này. Y bằng này 3x cộng 5 trên này log 2018 của x bình trừ 2x cộng m bình trừ 4m cộng 5. Họ yêu cầu là xác định với mọi x thuộc R. Nó thực ra nó cũng gần gần giống cái yêu cầu như kiểu với bài trên thôi. Vẫn là xác định trên R. Thì dành cho các bạn 5 phút để suy nghĩ trước đã. Nào, lấy giấy nháp ra suy nghĩ nha, làm 5 phút trước này. Các bạn ra này thì cái gì chưa? Câu 12 này. Mi ra gì chưa Mi ơi? Thầy ơi. Ơi. Sao đấy? Ra từ âm vô cùng đến 1 hợp với 3 đến âm vô cùng ạ. Tại tại sao ra như vậy? Em làm kiểu gì mà ra như vậy? Em cho điều kiện xong ừ, rồi thế thế à, thế ở đây có những điều kiện gì? Trang Trang thử đọc cho thầy liệt kê có những điều kiện gì nào. Hay là cho mẫu khác không? Là cả cái lốc này gì? Vâng. Cả cái này khác không? Ok, thầy ghi tắt này cho nhanh nhá. Gì nữa nào? Với lại x bình trừ 2x cộng m bình trừ 4m cộng 5 lớn hơn không ạ? Đúng rồi, lớn hơn không? Chính xác. Đúng rồi, đây sẽ để ý không là thiếu. Giờ đây nó vừa có mẫu vừa có lốc. Vậy thì trong cái lốc này phải dương này. Cái lốc này thì làm gì mẫu nó phải khác không? Đúng rồi. Ok, thế vậy thì cái lốc khác không ra cái gì hả Trang? Thầy là x bình trừ 2m x à trừ 2x cộng m bình trừ 4m khác 1 ạ. Khác 1 á? À cái trừ 4m cộng 5 này phải khác là 2018 mũ 0 đúng không? Vâng. Là khác 1, ok. Và x bình trừ 2x cộng m bình trừ 4m cộng 5 thì lớn hơn không? Đồng ý. Ok, đồng ý luôn. Thế vậy là mình sẽ thấy là cái yêu cầu bài toán này của mình nó đòi là xác định trên R. Có nghĩa là điều kiện này nó phải luôn đúng. Cái hệ điều kiện này phải luôn đúng. Thì tương đương là x bình trừ 2x này cộng m bình trừ 4m. Thầy chuyển 1 sang đây luôn nhá. Cộng 4 phải khác 0. Và cái dưới là x bình trừ 2x cộng m bình trừ 4m cộng 5 lớn hơn 0. Và là với mọi x thuộc R. Đấy, yêu cầu bài toán của mình ra như này. Thế thì cái dòng dưới rất dễ. Cái dòng dưới mình chỉ cần là delta. Đấy, cái dòng dưới này tôi vừa nhắc lại cho các bạn không? Delta phẩy nhỏ hơn 0. A của mình là 1 lớn 0 thì luôn đúng rồi nhá.
Đó, thế dòng trên thì ra nào? Đấy, dòng trên như thế nào mới là vấn đề? Thì bây giờ thì cũng như thế, thì giải thích các bạn lại cái dấu khác không ấy. Thực ra nó gồm hai trường hợp, một là lớn không, hai là gì, nhỏ hơn không. Thế bây giờ thì dù có lớn hơn không hay nhỏ hơn không nhá, dù có lớn hơn không hay nhỏ hơn không thì rõ ràng một điều là cái thằng này này. Nếu dụ chẳng hạn là xét lớn không đi, thì có phải là nó sẽ giống như ở trường hợp dưới này, thì gọi là delta phẩy của em phải âm và hệ số a của em theo cái dấu này đây. Nhưng mà ở đây a của mình ấy, a của mình nó lại là một, thì ở đây nó không thể nào âm được, nó phải là trường hợp dương. Thế vậy dương này thì nó giải không khác gì ở thằng dưới này cả. Vậy em cũng ra là gì, em cũng dùng là delta phẩy của em nhỏ hơn không và gì hệ số a là một lớn không rồi, thì cũng luôn đúng rồi, ok chưa? Thế vậy thì cái dòng này đây là thầy nháp nhé. Nên đây thầy chỉ cần tương đương là gì thôi, delta phẩy của thằng thứ nhất này, delta phẩy một sẽ bằng gì đây, b phẩy bình này trừ đi a c là trừ m bình cộng 4m trừ 4 lớn nhỏ hơn không. Và thứ hai là delta phẩy của thằng thứ hai, b phẩy bình này trừ ac. Nào xem ra gì đây, cái này là trừ m bình này cộng 4m trừ 3 nhỏ hơn không, và trừ m bình cộng 4m trừ 4 nhỏ hơn không, đúng không? Thì trong hai cái thì trừ m bình có 4m, mình thấy cái này chung không nhỉ? Đấy, thì rõ ràng cái thằng trừ 3 và trừ 4 thì để cho nó nhỏ hơn không, nó chặt đấy, thì bạn phải lấy cái thằng trừ 3 nhỏ hơn không ấy, đúng không? Bạn phải lấy cái thằng to hơn đấy cho nhỏ hơn không, lấy cái thằng trên này này. Đấy, lấy thằng thằng trên này này, hoặc là mình hiểu là trừ m bình cộng 4m nhỏ hơn 3 với nhỏ hơn 4 thì phải lấy nhỏ hơn hơn 3, cái nào chặt hơn, cái nào chặt hơn thì mình giữ lại. Đấy, hoặc là thích em ngồi em giải cả hai cái cũng được, xong kết hợp. Thì thế đây thì đấy là trừ m bình cộng 4m trừ 3 nhỏ hơn 0. Thì em bấm máy ra là gì? M của em là hơn 3 hoặc là m nhỏ hơn 1. Và đáp án đúng của mình là đáp án A. Nhá, đấy là nội dung câu 12. Các bạn chữa vào vở. Ok, rồi nhá, 12 xong này. Bây giờ thầy có một câu nữa muốn các bạn làm. Các bạn làm giúp thầy cái câu 14. Nhá, các bạn làm với thầy câu 14, suy nghĩ làm vào vở câu 14. Đấy, câu của Sở Vĩnh Phúc, người ta hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m, tức là m thuộc z cộng nhá. Đấy, để cho cái hàm số y bằng này 1 trên căn bậc 2 của 2m cộng 1 trừ x cộng với log 3 của căn x trừ m, nó phải xác định ở trên cái khoảng từ 2 cho đến 3. Rồi, nó suy nghĩ cho thầy nào. Hay để thầy phải ra tay. Điều kiện xác định này. M bằng 1 hoặc M bằng 2 hả thầy? M bằng 1 với 2. Sao ra nhanh đấy, thử à? Em thử hay em tự làm đấy? Thử ạ. À, ngồi thử. Thử là một phương án, nhưng mà đề mà ra hai là đề không thử được. Đề mà ra hai là không thử được. À, điều kiện xác định này. Chúng ta thấy là đây căn giấy mẫu nhá. Căn giấy mẫu thì biểu thức trong căn phải dương. 2m cộng 1 trừ x phải lớn hơn 0. Và cái log này là log 3 ở cái căn này, tức là căn của x trừ m phải dương. Ở trên thì mình ra là x sẽ nhỏ hơn là 2m cộng 1. Ở dưới thì điều kiện em sẽ ra là gì? Căn của x trừ m lớn không, thì bây giờ đầu tiên là để cái căn này nó xác định ấy, đúng không? Để căn này xác 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 định thì à được, thấy đây còn x trừ m lớn một không nữa cho nó đầy đủ. Đấy, không lại thành thiếu, thì với mình sẽ là gì, x trừ m phải lớn hẳn không, đúng không nhỉ? Thì hay là x lớn hơn m. Đấy, hay là x lớn hơn m. Thì đây thì hoàn toàn các em có thể ghép thành như này, em có thể ghép thành như này, m nhỏ hơn x và nhỏ hơn 2m cộng 1. Nhưng em nếu lưu ý này, để cái điều này nó đúng ấy, để cái này nó đúng ấy, thì rõ ràng là cái bên phải này, cái con m này nó phải bé hơn cái bên trái, đúng không? Vậy có phải là em đầu tiên phải có là m của em á phải nhỏ hơn 2m cộng 1 đã, chứ không điều này nó có đúng đâu. Và lúc này mình sẽ tương đương ra m của em là lớn hơn trừ 1. Đấy, tức là điều kiện này để cho cái này nó tồn tồn tại đã, để cho cái điều kiện ở trên này nó tồn tại. Và khi nó tồn tại rồi thì ta ra được cái khoảng tập xác định d của mình ấy, lúc này nó sẽ bằng là gì, từ m cho đến 2m cộng 1 nhá. Đấy, tập xác định d của mình và với điều kiện thì đóng khung ở đây nhá. Rồi thì bây giờ là người ta đòi mình là xác định trên khoảng 2 3. Đấy, hàm số bây giờ muốn xác định trên cái khoảng từ 2 cho đến 3
Thì như thầy đấy có bảo rồi, các bạn rồi, cái khoảng 2,3 này này, nó chính là cái khoảng y lúc này, lệ y trước thầy nói. Tập xác định thì là d, nhưng mà bây giờ nó xác định trên y thì y phải là con của d. Đúng nào, y phải là con của d, tức là khoảng 2,3 nó phải là tập con của tập từ m cho đến 2m cộng 1. Bây giờ thầy vẽ trục số cho các em quan sát này. M này. 2m cộng 1. Các bạn vẽ cái tập xác định vào đây. Đấy. Nó sẽ như này, đúng không? Bây giờ để 2,3 mà là con. Thì ví dụ chẳng hạn là một trường hợp là 2,3 nó chui lọt trong đây đi. Con chưa? Con quá đấy chứ. Nhưng mà nếu mà hai chạm vào đây cũng được không? Được. Chạm vào đây vẫn là tập con bình thường đúng không? Hoặc cả ba chạm vào đây vẫn được. Ok. Thế vậy thì thực thực ra là con m này so với con 2 gì? M bằng 2 này. Hoặc là m phải nhỏ hơn 2 đúng không? Đây này, con 2 có thể nằm bên tay phải nó. Tức là m nhỏ hơn bằng 2, còn cái bên này là 2m cộng 1 nó sẽ phải gì? Lớn hơn hoặc bằng 3. Đúng nhỉ? Và đồng thời ra hai cái điều đấy, chỗ này tương đương là gì? M của thầy phải nhỏ hơn bằng 2. Và đồng thời là 2m cộng 1 của thầy phải lớn hơn là bằng 3. Đấy, giải nhá, m nhỏ bằng 2 này, chỗ này là m sẽ lớn bằng bao nhiêu? 3 chia 1 là 2, lớn hơn 1 à. Vậy ra là 1 nhỏ hơn là bằng m. Nhỏ hơn bằng 2. Và tiếp theo thì người ta bảo mình là m thuộc z cộng. Thực ra m này thuộc z thôi là đã ra như vậy rồi. Suy ra là m của ta có 2 phần tử là 1 với 2. Đấy, có bao nhiêu giá trị nguyên dương thì đáp án là b nhá, 2. 2 giá trị nguyên dương. 14 xong. Rồi bây giờ các bạn sang cho thầy này. Nói như cái dạng tập xác định thì thầy cứ nói bằng đấy câu đã nhá. Đấy, bây giờ các bạn sang cho thầy ở trong cái tờ này có dạng số 2 á, là về tính đạo đạo hàm. Đó, tính đạo hàm. Thì các em xem thầy luôn câu đầu tiên đi. Nào, cái dạng số 2. Tính đạo đạo hàm của hàm số. Thì thực ra các bạn áp dụng công thức thôi. Tính đạo hàm nhá. Hàm mũ loga hôm trước thầy còn cho các bạn cả cái kẻo cái bảng đấy. Thì giờ các bạn làm luôn thầy câu số 1. Làm luôn câu số 1. Làm có một số 1 ở trong vở. Câu 1 là chốt phương án A các bạn nhé. 1A rồi. Cái này thì mình cứ đạo hàm cấp 1, cấp 2 thứ mình kiểm tra là mình sẽ thấy thôi. Nào bây giờ nói sang câu 2. Nhìn câu 2 đi. Trên Bắc Giang 019 cho hàm hàm số như này. Fx bằng là ln 2018 của ln này x trên x cộng 1. Và nó yêu cầu là tính tổng f bằng f phẩy tại 1 này cộng f phẩy tại 2 cộng vân vân cộng đến f phẩy tại 2017. Ok, thế vậy rõ ràng bài này là ứng dụng đạo hàm thôi. Bây giờ mới có f mà lại có f phẩy trong cái tổng s này thì vẽ đầu tiên bạn phải đạo đạo hàm đã. F phẩy x này, cái này đạo hàm ra có phải là hết không? Đúng không nhỉ? Cái này đạo hàm là hết này, vì thực ra là ln 2018 nó là một một số, là một số nên đạo hàm nó sẽ bằng không. Tiếp theo mình đạo hàm này, mình nhớ công thức này, LNU đạo hàm bằng gì? LN của U đạo hàm thì bằng có phải U phẩy chia U không? Đấy, U phẩy chia U. U phẩy của em là gì đây? U của em là x trên x cộng 1. Đấy, phẩy chia cho U là chia cho x cộng 1. Rồi, cái thằng tử và đạo đạo hàm nhá, thì mình dùng công thức đạo hàm của hàm bậc nhất trên bậc nhất đấy. Huyền trừ đi sắc. Thì có phải em ra là được là 1 không? 1 trên x cộng 1 tất cả bình. Chia cho x cộng 1 nữa. U phẩy chia U. À sorry, U là cái cả cái này cơ mà. X trên x cộng 1 chứ. Đây, chia cả cho cái x trên x cộng 1. Đó, thế vậy bằng gì đây? 1 trên x cộng 1 tất cả bình này. Nhân với lại x cộng 1 trên x. Nghịch đảo mà. Hết cái bình này đi nhá. Vậy ta ra được là 1 trên x cộng 1 nhân x. Đó, như vậy đạo hàm công thức đạo hàm là ra như này. Đấy, viết sang lại ra đây nhá. Là 1 trên này x cộng 1 nhân x. Tuy nhiên nếu để nguyên này thì có làm vào mắt nhá. Không làm được đâu. Thế chúng ta biến đổi thành như thế này này cho nó dễ xử lý. Một là em để nguyên thế này cũng được, em sẽ tách luôn ở đây. Cái con 1 này thì sẽ viết thành là hiệu của x cộng 1 trừ x. Dưới mẫu là x cộng 1 nhân với x. Thì khi em tách ra hai cái em chia xuống ấy. Đấy, em tách thành x cộng 1 chia xuống dưới. Này, ví dụ cái này chia xuống nhá thì hết x cộng 1 không? Em ra là 1 trên x.
Đấy, còn cái bên này mà khi mà chia xuống này thì x với x hết đâu. Trừ đi 1 trên x cộng 1. Đó, đây là công thức rất quan trọng. F phẩy của mình sẽ bằng này. Thế từ đó thì thầy mới thay vào. F phẩy tại 1. Tức là thầy thay x bằng 1 vào đây. Có phải là 1 phần 1 trừ đi 1 phần 2. Đấy, F phẩy tại 2 thì bằng là 1 phần 2 trừ đi 1 phần 3. Đấy, F phẩy tại 3 thì bằng là 1 phần 3 trừ 1 phần 4. Cứ vân vân như vậy. Để thay đến F phẩy tại 2017. Vậy là bằng 1 phần 2017 trừ 1 phần 2018. Thế ở đây người ta là muốn tính tổng S là cộng hết vào này lại đúng không? Cộng hết lại, cộng cột dọc cho thầy nhé. Thì khi em cộng cột dọc có phải em thấy là 1 phần 2 trừ 1 phần 2 hết, 1 phần 3 trừ 1 phần 3 hết và đến liên tục như vậy cho đến khi còn dư mỗi thằng đầu với thằng cuối. Đúng nhỉ? Nó còn là 1 phần 1 trừ đi 1 phần 2018. Và rõ ràng là mình trừ đi ra là gì đây? 2017 phần 2018. Ok. Đấy là một hướng xử lý, tức là mình biến đổi công thức ngay từ cái chỗ này. Còn cái hướng thứ hai ấy, tức là đây là cái cách một nhá. Cách số 2 ấy, là em để nguyên công thức này. Đấy, cách số 2 để nguyên công thức này, sau đó em thay thử vào. Thì em sẽ thấy là f phẩy tại 1 nó bằng 1 phần là gì đây? X đi, x là bằng 1 nhân 2. Đấy. À, nếu ai bạn nào mà nhớ những bài toán từ cấp 1 hay cấp 2 ấy, những bài toán cuối ấy, bài toán lấy 1 điểm 0,5 điểm ấy, thì chúng ta để ý là cái này sẽ tách thành là 1 phần 1 trừ 1 phần 2, đúng không? Khi mà tử của mình nó là hiệu của hai cái thừa số ở mẫu ấy, và tách thành như này. Tương tự f,2 của mình này bằng 1 phần 2 nhân 3 thì cũng bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Đấy, vân vân như vậy đến thằng cuối. Thì nó lại nó cũng sẽ ra như kiểu thế này thôi. Nhưng mà mình sẽ dùng một cái kinh nghiệm từ hồi cấp 2 nha, và cuối cùng kết quả nó cũng ra như này. Đấy, thì bạn viết hết ở vở nhá. Lại viết ở vở trình bày câu 2 nhưng vở. Rồi bây giờ thầy nói câu phần đạo hàm thì nói hai câu này thôi. Bây giờ thầy nói các bạn sang cái phần dạng 3 ấy, nó liên quan đến khảo sát hàm số mũ loga. Nha, về phần khảo sát hàm số mũ loga. Đấy, thì có một số câu thầy cần phải chỉ cho các bạn như thế này. Ví dụ các bạn nhìn cho thầy xuống cái câu dưới này. Đấy, ví dụ câu thầy nói câu số 7 với câu số 8 nhé. Thầy nói câu số 7 với câu số 8 thì hai câu này nó sẽ có một số có một cái mẹo cho các bạn để bạn làm là sau bạn gặp nó làm sẽ làm nhanh nhé. Câu số 7 là câu của Lương Thế Vinh Hà Nội thì nó cho mình ba cái đồ thị trong cùng một hệ trục tọa độ. Đây thầy vẽ lại cho các bạn này. Bạn vẽ nhanh vào vở mình nhé. Chúng ta chỉ cần vẽ để lấy được cái hình dáng thôi. Đây, nó là ba cái đồ thị này là ba đồ thị của hàm số mũ, nó đều đi qua điểm là 0,1. Đây, thằng thứ nhất nó đi như này. Thằng này là thằng gì đây? Thằng đây là y bằng b mũ x. Đấy, nó là đường cong bạn nhá. Đấy, nhận trục OX làm tiệm cận ngang đấy. Sau đây có hai thằng ở phía bên này. Đầu tiên là thằng này. Đây là y bằng c mũ x. Và một thằng nữa. Ở đây. À, y bằng a mũ x. À, thì nó bắt mình so sánh a b c. À, nó bắt mình phải so sánh a b c ở đây. À, thì xem a lớn b lớn c hay như thế nào đấy, thứ tự sắp xếp như thế nào. Thì với những bài và về có đồ thị của hàm mũ hàm loga này thì bạn phải tìm cách như này này. Hãy làm sao mà phải làm xuất hiện được cho thầy. Đấy, làm xuất hiện cho thầy những cái con số a b c ở trong cái đồ thị này. Đấy, thì em để ý cho thầy nhá. Có một đặc điểm rất hay này, nếu hàm nhá y bằng a mũ x này, nếu mà thầy thay nhá, thầy thay x bằng 1 vào, có phải y nó bằng a không? Nào, nếu thay x 1 có phải y bằng a không? Tương tự nhá, y bằng b mũ x này cũng thay x bằng 1 vào, ra y bằng b. Y bằng c mũ x nhá, nếu thay x bằng 1 vào, ra cũng là y bằng c. Thế vậy thì rõ ràng là đều đều cùng thay x bằng 1 vào đều ra như thế này, xuất hiện ABC. Thế vậy thì tôi làm một thao tác thế này này. Hãy giúp thầy này. Các bạn kẻ cái đường thẳng x bằng bằng 1. Cái bằng 1, x1 là cái xuất hiện đi xuất hiện lại nhá. Giúp thầy kẻ được thẳng x bằng 1 ra. Đây 1 đây nhá. Kẻ như này. Đây này, 1 trên trục OX như này. Kẻ x bằng 1 ra. Em sẽ thấy nó cắt ba cái đồ thị này tại ba điểm. Đây, ba cái điểm như này. Thì bây giờ có phải cái tung độ nó tương ứng của những điểm này nó đều chính là A là B là C không? Nào bây giờ cắt thằng này nhá, cắt thằng này tại thằng là BX này. Vậy thì đây là B ở chỗ này này. B ở chỗ này.
Đây là cắt y bằng b mũ x mà. Đấy, thì tung độ phải là b. Đây y bằng a mũ x đây, thì tung độ chỗ này sẽ là a. Và tương tự đây là thằng c này. Đấy, thì em nhìn trên thứ tự này có phải là b là bé nhất không? Xong đến a, xong đến đến c. Đấy thì đấy suy ra luôn là gì, b nhỏ hơn a, nhỏ hơn c, ra thứ tự luôn. Ok chưa? Đấy, thế vậy thì ở đây cái mẹo khi gặp cái hàm số mũ, khi cũng cho nhiều hàm số mũ nhá. Ghi một cái kinh nghiệm là chi cho nhiều hàm số mũ bắt mình so sánh nhá. Thì cái kinh nghiệm của ta là kẻ cái đường x bằng 1. Nhá, khi cho nhiều hàm số mũ mà bắt so sánh thì bạn giúp thầy kẻ đường x bằng 1 thôi. Nó sẽ xuất hiện ở ABC để mình tự mình so sánh. Nhìn trên đây là mình thấy trực quan, nhìn thấy luôn đúng không, không phải suy nghĩ. Còn ở đây tại sao thằng B bé nhất, lý do rất dễ, ở trong đây thì nhìn phát thì biết B bé hơn hai thằng kia. Bởi vì sao, nhìn hàm hàm B nghịch biến không, B mũ x nghịch biến này. Nghịch biến là cái cơ số nó phải bé hơn một, còn hai thằng này đồng biến đều đi lên này. Đấy, ABC đều lớn hơn một nhá. Cái chỗ này nếu mà nó kỹ hơn ấy, kỹ hơn nó phải như này, nếu mà kỹ hơn nó phải như này, không nhỏ hơn b, nhỏ hơn một, nhỏ hơn a, nhỏ hơn c. Đây, nếu mà nói kỹ hơn về 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 bốn thằng này, à về ABC cộng với lại liên hệ với 01 đấy, thì con b này do hàm nghịch biến không, nó là hàm b, cơ số b phải nằm trong khoảng 01, còn ac này hàm đồng biến nó đều lớn một hết. Em viết cho thầy cái này vào đi. Rồi ok, là đi sang câu 8. Mình nói câu 8 nhá. Câu 8 là một câu cũng cho ba cái đồ thị hàm số. Này quan sát này. Này thầy để vẽ lại và vở cho các em xem. Các em vẽ vở mình đi. Câu số 8 này. Gọi cho mình ba cái đồ thị, nhưng ba đồ thị này là ba đồ thị của logarit. Hàm số logarit. Đấy, thì cái miền bên này mình không cần vẽ mấy, bởi vì sao? Bởi vì là cái x của mình là lớn không mà. Nó xác định cái x lớn không. Và hàm này có đặc điểm luôn đi qua điểm 1 0. Đấy, luôn đi qua điểm 1 1 0 này. Nó cho một đồ đồ thị như thế này đi xuống. Đây là y bằng log cx, log c của x. Đấy, xong thêm hai thằng nữa. Một thằng bám vào đây. Đây là y bằng log b của x. Và một thằng này nó lên cao hơn, y bằng log a của x. Ok chưa? Đó, thì đây hàm logarit đây. Lại bắt yêu cầu so sánh ABC. Đấy, hoàn toàn họ có thể cho, thậm chí cho lẫn lộn cả hàm mũ và hàm loga vào nhau cũng được, vẫn so sánh được. Thì ở đây bạn nhớ cho thầy nhá, ví dụ thầy xét hàm đầu tiên này, y bằng ví dụ là log a của x đi. Về nguyên tắc bạn vẫn phải tìm cách là thay thế nào để làm sao xuất hiện ABC. Bây giờ làm sao xuất hiện ABC bây giờ? Đấy, chẳng hạn bây giờ thầy không thay x nữa, thầy thay y, thầy thay y bằng 1. Y bằng 1 tức là cái log ax này bằng 1. Log ax là bằng 1 có nghĩa là x bằng a mũ 1 là bằng a. Như này, xuất hiện a này. Thay y bằng 1 xuất hiện x bằng a này. Đấy, thứ hai này. Đấy, log bx. Đấy, em cho y bằng 1 nó sẽ ra x bằng b. Và y bằng log cx. Nếu em cho y bằng 1 thì x sẽ bằng c. Thì đây mình sẽ nghĩ ra một cách cái đường thẳng x bằng à đâu y chứ, đây mình đều có y bằng 1, kẻ là thẳng y bằng 1 cho thầy nhé, kẻ là thẳng y bằng 1 và cái đồ đồ thị này là mình sẽ thấy xuất hiện đây. Bình thường một độ x ở đây nhá, y bằng 1 nó sẽ bên này, nó đường nằm ngang như này. Ok chưa? Đấy, đường nằm ngang như này này, kẻ thầy hay đường y bằng 1 này. Thì em nhìn nhá, nó sẽ cắt lần lượt các cái đồ thị này. Đấy, tại 3 điểm. Điểm này là C của X nhá. Thì đây chính là C này. Đấy, cái giao điểm này hoành độ giống xuống là C này. Thằng này là gì? AX này, đây chính là A này. Đấy, thằng này là B, đây chính là B này. Thì từ đây mình phát hiện là suy ra là gì? C nhỏ hơn A, nhỏ hơn B. Đấy, C nhỏ hơn A, nhỏ hơn B. Và nếu mà thích kỹ hơn thì sao? Kỹ hơn là tôi thấy là gì? Thằng C này bé hơn 1, cụ thể trong khoảng 0,1. Còn AB lớn hơn 1 không? Thế em kẻ này em có nhìn hết được vậy không? Hay nếu mà kỹ hơn thì sẽ là 0 nhỏ hơn C, nhỏ hơn 1, nhỏ hơn A, nhỏ hơn B. Đấy, kỹ hơn nó sẽ như này. Đấy, và tại sao lại C bị bé hơn 1? Bởi vì sao? Em nhìn là hàm của C, cơ số C có phải nó nghịch biến đi xuống không? Riêng hai thằng kia đi lên. Thì thầy vẫn dặn các bạn là đối với hàm mũ loga nhé,
hàm số mà thì có cơ số mà cứ nhỏ hơn 1 trong khoảng 0,1 đấy thì nghịch biến. Đấy, lớn hơn 1 thì đồng biến đây, hàng này đồng biến đi lên này này. Thì đấy là câu số 8. Và từ câu số 8 này bạn lại ra một cái gì? Cái mẹo nữa là khi bạn có nhiều cái hàm số logarit nhá, hàm số logarit nó sẽ thay đổi cơ số đi. Đấy, thì mình sẽ làm thế nào? Kinh nghiệm của mình thì mình sẽ đi mình kẻ cái đường thẳng là y bằng 1 nhá. Khi có nhiều hàm loga thì bạn kẻ giúp thầy đường y bằng 1 để mình so sánh được bọn nó với nhau. Đấy, đây là câu 8. Ok chưa? Bây giờ xong cái bài 8 ấy rồi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài 10. Cái câu 10 nhá. Câu 10 phần khảo sát hàm số ấy này. Đấy, thì câu 10 này nó nói cái gì? Câu 10 nó bảo là cho cái hàm số này. Hàm số này chứa logarit y bằng này. Ln(x) này, logarit nepe của x này, trừ đi 6 trên ln(x) trừ đi 2m. Và nó muốn là hàm số này phải đồng biến. Yêu cầu là đồng biến trên cái khoảng từ 1 cho đến e. Đấy, và hỏi s là tập hợp các giá trị nguyên dương của m. Đấy, cái con m là nguyên dương nhé. Z, z cộng ấy, mà thỏa mãn ấy. Thì nó sẽ thuộc đều nằm trong S. Thì nó hỏi có bao nhiêu phần tử của S này. Được. Có bao nhiêu phần tử của S. Thì ở đây là mình để ý là cái dạng bài này là dạng bài về đơn điệu. Tính đơn điệu nhá. Đối với cái biến là đơn điệu chưa? Nhưng hàm số này là hàm hàm hợp các bạn ạ. Đấy, hàm hợp. Mình để ý là hàm này nếu mà đặt ln(x) này bằng t thì có phải là t trừ 6 trên t trừ 2m. Thì mình thấy nó là chỉ là hàm bậc nhất trên bậc nhất thôi. Thấy chưa? Nó khá đơn giản. Đấy, khi giờ làm những cái bài hàm hợp thì theo thầy các bạn có nên bạn đặt bạn đổi cái biến đi. Đấy, đưa về cái dạng đơn giản để chúng ta làm cho nó dễ. Ở đây nhá, chúng ta sẽ tiến hành như thế này, chúng ta sẽ đặt. Đấy, t của mình là bằng ln(x). Rồi, tí nó sẽ có khoảng của t sau, tí mình sẽ khảo sát với nhau. Ở đây t và ln(x) thì lúc này cái hàm số của mình sẽ thành gì? Ví dụ thầy gọi là hàm gt nhá. Đấy, gt có là t trừ 6 trên t trừ 2m. Thì em để ý có phải chỗ này điều kiện mình phải có là t phải khác 2m nhé. Bắt buộc t phải khác 2m thì hàm này mới xác định được. Thế nhưng bây giờ là nếu x đây này, x mà thuộc miền từ 1 cho đến e, đây là x nhá. X thuộc cái này. Thế vậy thì t thuộc cái gì? X thì thuộc cái đấy. Đây thì nháp ra đây cho bạn xem. X thì thuộc 1 đến đến e, khoảng 1 đến e. Thế vậy thì t thuộc khoảng nào? Đấy, thì đấy cái đấy mình phải suy nghĩ để mình xử lý. Thì bây giờ để ý cho thầy này, cái hàm ln ln đây, ví dụ hàm y bằng t bằng ln ấy thì cái này nó là cơ số e lớn hơn 1. Và đã cơ số mà lớn 1 thì có phải hàm số nó đồng biến không? Đồng biến. Thế vậy bạn kẻ giúp thầy ra một cái bảng để cho nó dễ là x này t bằng ln ấy. Coi như nhát, nhưng mà bây giờ bạn cứ viết vào trong vở bạn được. Thì cái x của mình chạy từ đâu đến đâu? X của em chạy từ 1 cho đến e. Thì em xem nhá, nếu mà thay bằng 1 vào cái ln(x) này này thì ln(1) có phải ra 0 không? Đấy, còn ln(e) thay e vào đây thì ln(e) ra bằng 1. Mà do hàm đồng biến nhá, nên là x khi x tăng từ 1 cho đến e thì t cũng tăng từ 0 cho đến đến 1. Tức là tính chất nó giống như nhau. Và hai cái đầu bút này, ở đấy nên hai đầu bút này chặn hai đầu thì đây cũng là hai chặn hai đầu của t. Thế vậy bạn thấy cái này là t của mình nhá, nó sẽ thuộc vào khoảng từ 0 cho đến 1. Đấy, t của mình đấy thuộc miền từ 0 cho đến 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 1. Vậy vậy là bây giờ mà hàm số của mình nhá, nó sẽ đồng biến trên khoảng gì? Và bạn để ý nhá, khi cái x với t này nó cùng tính chất với nhau. Nhớ là khi mình đổi biến ấy, đối với bài hàm hàm hợp nhá. Trong bài hàm hợp ấy thì khi các bạn đổi biến thì phải nhớ xem cái tính chất của x và t nó như nào với nhau. Đấy, khi đổi biến đi nhá. Thì nếu mà x với t ấy, x và t mà nó cùng tính chất. Đấy, ví dụ x tăng y cũng tăng theo. Đấy, thì lúc đấy mình sẽ giữ nguyên tính chất của bài toán. Mình sẽ giữ cái tính chất bài toán lại. Đồng biến ở trên thì dưới cũng là đồng đồng biến. Nhưng ví dụ x và t ấy, mà nó lại khác với tính chất. Ví dụ x tăng mà t thì lại lại giảm chẳng hạn. Thì lúc này mình sẽ là mình đảo ngược lại. Đảo có tính chất lại, ví dụ nó đang hỏi là đồng biến thì phải chuyển thành nghịch biến. Đấy, đang nghịch biến thì phải chuyển thành đồng biến nhá. Thì nhớ về cái việc là giữ hay là cái tính chất của nó giữ nguyên hay là mình đảo ngược lại nhá. Thì ở đây do là gì? À, cái x của em tăng lên thì t của em cũng tăng.
Nên bây giờ mình giữ nguyên tính chất lại và cái yêu cầu trên này là đồng biến trên khoảng 1, 1e của x thì thằng này dưới này phải đồng biến trên biến từ 0 cho đến 1. Ok, nó phải đồng biến trong khoảng từ 0 cho đến 1 là của t. Thì bạn đạo hàm g phải cho thầy. Huyền này, huyền trừ sắc là 6 trừ 2m trên t trừ 2m tất cả bình. Ok. Bây giờ mình lý luận này, bây giờ hàm số gt ấy, mà bây giờ muốn đồng biến trên biến từ 0 đến 1 thì đây là đúng là cái kiến thức chương 1 rồi. Thì khi về chỉ khi này, cái g phải này mẫu luôn dương rồi. Đấy, vậy thì cái dấu quyết định một cái tử 6 trừ 2m của em phải gì? Phải dương. Tuy nhiên nhá, hàm này nó có cái đặc điểm thế này, nó lại có một cái giá trị không xác định là 2m. Thì thầy dạy các bạn là gì? Cái giá trị này phải gì? Phải loại nó ra khỏi này. Bạn phải loại ra cái khoảng mình đang đang xét, bởi vì nếu không loại nó ra sao? Nó sẽ làm cho hàm số của mình nó gián đoạn. Mà trên cái khoảng này mà gián đoạn thì không thể nào mà đơn điệu được. Cho nên phải thêm điều kiện là gì? 2m của em sẽ không thuộc cái gì đây? Không thuộc cái khoảng từ 0 cho đến 1. Đấy, bây giờ mình giải nốt cái này là mình ra điều kiện này, là mình xong này này. Nào ở trên nhá thì mình sẽ ra là 2m nhỏ hơn 6, tức là m nhỏ hơn 3. Dưới thì để 2m không thuộc miền này nhá, đây này, vẽ trục số cho mà xem. 0 đến 1 đây này. Bây giờ để con 2m mà không thuộc miền miền đấy thì con 2m nó phải rơi vào một trong hai bên này này. Hiểu vấn đề không? Đó, tức là 2m lớn bằng 1 hoặc là 2m nhỏ hơn bằng 0. À, tương đương này. M nhỏ hơn 3 này. M lớn hơn bằng 1 phần 2 hoặc là M nhỏ hơn bằng 0. Đúng, vậy ra như vậy không? Thì mình kết hợp thằng này lại với nhau nhá. Kết hợp cái tập nghiệm của này lại nhá. 0 này, 1 phần 2 này, 3 này, nhỏ hơn 3 đây. Lớn bằng 1 phần 2 hoặc nhỏ hơn bằng 0 này. Đây thì cái khoảng của mình sẽ như này. Như vậy em ra được là M nhỏ hơn bằng 0 hoặc là 1 phần 2 nhỏ hơn bằng M nhỏ hơn 3. Đó. Ra hai cái khoảng này hợp vào nhau. Nhưng mà đề bài này là m là bảo m thuộc z cộng là số nguyên dương. Nên là nó chỉ trong cái miền này thôi này. Trong cái miền từ 1/2 cho đến 3 thôi. Đấy, em trong 1/2 đến 3 thì cái này 0,5 rồi, chỉ có 1 có 2 rồi đúng không? Như vậy là m của em sẽ thuộc tập hợp gồm có 1 và 2. Vậy là có hai phần tử nhá. Câu này có hai phần tử, đáp án C là 2 nhá. Hai phần tử thỏa mãn. Hai phần tử trong cái tập S đấy. Được chưa? Để các bạn ghi ở trong vở thầy đi. Rồi, khi các bạn xong rồi, các bạn tự làm với thầy vở câu số 11 vào vở nhá. Tự làm câu 11 vào trong vở. Cái câu 11 thì các bạn nhớ thầy cái điều kiện nhá. Cái điều kiện ở đây mình đặt là đặt cái gì nhỉ? Đặt lốc đúng không? Mình đều đặt là lốc 2 của x, log cơ số 2 của x là bằng t. Đúng chưa? T bằng là log 2 của x mà x của mình thuộc từ miền từ 4 đến dương vô cùng. X thuộc 4 đến dương vô cùng. Vậy thì suy ra là t của mình nhá, nó sẽ thuộc cái gì? Cơ số 2 là đồng biến rồi. Lớn 1 là đồng biến rồi. Nếu thay 4 vào đây này, log 2 của 4 chính là 2. X mà đến dương vô cùng là cái log này cũng đến dương vô cùng. Bạn nhớ về khoảng của t nhá. Và em nhớ loại cho thầy cái giá trị ra. Nghiệm của mẫu là khỏi cái khoảng mình đang xét. Nhớ loại nhá, cái này là t của em là phải khác m cộng 1. Đấy, thì nhớ là phải ngoài điều kiện là tử cho dư cho ở đây dương hay âm ấy nhỉ? Để ý này. À cái này đồng biến rồi. Cái này đồng biến rồi thì vậy nó giữ nguyên tính chất vẫn là nghịch biến trên miền từ 4 đến dương vô cùng. À, thì cái này sẽ là nghịch biến trên miền từ 2 đến dương vô cùng của t. Thì bạn sẽ cho nó là gì? Nhỏ hơn 0. Đó, cái này nhỏ hơn không, cái tử nhỏ hơn không cộng với lệ là m cộng 1 không thuộc cái miền đấy. Và cùng em ra là cái phương án là ra cái đáp án là m nhỏ hơn trừ 2 nhé bạn nhé. Cái này ra kết quả là m nhỏ hơn trừ 2. Thế ai ra cái này thì chính xác này. Ok chưa? Thì hôm nay thì công việc các bạn về như sau nhá. Nhớ là tối thứ năm mình gặp nhau. Bài về nhà nhá. Hôm nay các bạn ở trong cái phần 2 này. Cái tờ về loga phần 2 này. Phần 2 mà thầy mới gửi đến cho nhóm ấy, các bạn lưu về nhá. Các bạn là hoàn thiện cho thầy tất cả các bài cho đến hết dạng dạng 3 nhá. Hết dạng 3 thì hôm sau thầy chỉ cần dạng 4 nó là cái bài toán liên quan đến lãi suất thì hôm sau thầy nói một tí là mình sẽ ok thôi nhá. Hoàn thiện hết dạng 3 đi. Hôm sau thầy nói một chút về cái phần toán lãi lãi suất ấy, các bài toán thực tế lãi suất hay là tăng trưởng dân số thứ ấy
Thì nốt cái đấy thì chúng ta thể sang được phương trình mũ loga nhé. Đấy, hôm nay nhớ về hoàn thiện hết. Các bạn nào trên lớp làm rồi thì chúng ta bỏ qua. Đấy, câu nào chưa làm thì chúng ta làm.